Xin chào quý vị và bạn, rất vui gặp lại quý vị bạn trong video tiếp theo của PC Minh. Khi mà mọi người vẫn còn chưa hết trầm trồ về cái dòng RTX 3000 series của Nvidia thì ngày hôm nay tại đây chúng ta lại ngược dòng thời gian để review một trong những huyền thoại thực sự của làng Vega. Tại sao nó lại là một huyền thoại thực sự? Bởi vì nó thời điểm ra mắt nó sở hữu tất cả những cái công nghệ có thể là đỉnh cao nhất của thời điểm cách đây 5 năm. Và khi em ấy ra mắt thì chỉ có những ai không có gì ngoài tiền mới có thể sở hữu được các bạn ạ. Tuy nhiên sau 5 năm thì em nó ngày hôm nay đã ở đây để chúng ta cùng review để xem nó có những cái gì khiến cho chỉ những người không có gì ngoài tiền mới có thể mua được các bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết em nó. Đầu tiên các bạn có thể thấy cái gì đây không ạ các bạn? Đây chính là một cái block tản nước các bạn ạ. Tuy nhiên nó lại không dành cho CPU mà nó lại dành cho em Vega của chúng ta các bạn nhé. Em Vega của chúng ta đó chính là con Giga Aorus Extreme Gaming các bạn nhé. Không dùng tản nhiệt khí mà dùng tản nhiệt nước đàng hoàng các bạn nhé. Cái thời điểm cách đây 5 năm với những con tản nhiệt nước như này thì thật sự nó đã mang cho mình tất cả những cái gì gọi là hiện đại nhất, khủng khiếp nhất thời điểm đó. Và với những cái gì khủng khiếp nhất như vậy thì những người như mình thì chỉ có gọi là nhỏ nước dãi mà thèm thôi, chứ còn không bao giờ mơ có thể sở hữu được. Bởi vì sao? Bởi vì nó sở hữu trong mình những cái công nghệ gọi lại là hiện đại nhất các bạn nhé. Công nghệ đầu tiên người ta có thể nói đến cho chính là cái quạt tản nhiệt này. Quạt tản nhiệt này là quạt tản nhiệt có điều tốc thông minh, tức là tự tăng giảm để chúng ta có thể cân bằng giữa việc giảm nhiệt độ và tiếng ồn. Nếu các bạn thấy ồn quá thì các bạn phải giảm đi, hoặc các bạn muốn tăng lên thì có thể chấp nhận ồn một chút thì cái phần mềm đó sẽ được điều khiển tự động, hoặc các bạn tự chỉnh trong phần mềm dành riêng cho nó các bạn nhé. Và tiếp theo chính là cái phần bơm này. Phần bơm này được hãng quảng cáo là được tinh chỉnh ở cái mức tốt nhất, với phần giáp đồng full giáp trên cả GPU, trên cả RAM, trên cả MOSFET, trên cả phê điện luôn các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn qua này, ấy full để đảm bảo cho chúng ta có một cái nhiệt độ hoạt động là bền bỉ nhất. Đó. Ngoài ra nó còn sở hữu một cái bo mạch này. Cái này nó vướng cái ống này quá. Ngoài ra nó còn sở hữu một cái bo mạch chủ được hãng Giga sử dụng một cái chất liệu sử dụng trong cái ngành hàng không vũ trụ ấy, để phủ lên đây một cái lớp bảo vệ khiến cho nó có thể chống được ẩm, chống được mốc, chống được bụi và chống được cả oxy hóa. Cái việc mà chúng ta sử dụng những cái tản nước á, phía trên ấy, tản nước custom mà chẳng may mà nó dò nước á, nó dò ở đây, thì với cái lớp phủ này nó cũng khiến cho cái việc nước dò trên đây không ảnh hưởng gì đến việc đoạn mạch, chết mạch hay là bị oxy hóa hay bị hỏng con Vega. Và với cái chất liệu mà sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ ấy thì cái khiến cho cái giá thành của con này nó đội lên cũng khá là nhiều các bạn nhé. Ngoài ra để tăng sức mạnh tối đa cho con này ấy, thì cái việc ép xung của nó cũng là một điều đương nhiên. Và để cho cái việc ép xung của nó là tốt nhất thì hãng cung cấp cho một cái chân nguồn phía sau ấy này, chân 6 pin này, và trước là 2 chân 8 pin các bạn nhé. Và có một cái nút chuyển giữa ép xung và không ép xung này. Và để cái việc ép xung của nó diễn ra ngon lành, hoàn hảo và nó tạo nên cái sức mạnh là tối đa nhất thì hãng sử dụng cái pha điện cho nó là 12+2 để có một cái lượng điện ổn định nhất, tối ưu nhất chúng ta có thể ép xung được. Đấy là những cái gì hãng giới thiệu là như vậy, chứ còn bản thân mình thật sự cũng chưa bao giờ được trải nghiệm nên cũng chưa hiểu rõ cái hiệu năng thực sự nó đến đâu. Cái này thì phải chờ một lát nữa chúng ta chuyển sang cái phần test thì chúng ta mới biết được. Nhưng đấy là những gì mà hãng đã giới thiệu về cái con Vega này. Đấy là những cái điểm nổi bật phía bên ngoài của nó. Còn chỉ số sức mạnh của nó thì sao? Chỉ số sức mạnh của em nó thì các bạn có thể nói là nó cũng thuộc dạng hàng đỉnh của đỉnh các bạn nhé. Với con GPU sở hữu 2800 bao nhiêu nhân CUDA ấy, có còn số nhân CUDA nó còn nhiều hơn cả con 1070T, nhiều hơn cả con 2070, và có 6GB RAM DDR5 cộng với cái băng thông là 384 bit các bạn nhé. Trong khi con 1070T hay là con 2070 nó chỉ là 256 bit thôi, nhưng con này là 384 bit. Với xung cơ bản mình nhớ không nhầm thì nó là 1230 ấy, không nhớ, mình không biết là mình nhớ có chính xác hay không, nhưng mà khoảng như vậy. Bởi vì thực sự để có thể sở hữu được em này nó là một cái gì đó xa vời lắm, mình cũng không nhớ thể hết được. Nhưng đấy là những cái chỉ số sức mạnh thật sự khủng khiếp đến thời điểm hiện tại mà nó vẫn còn rất ghê gớm như vậy. Với 1070, 2070 nếu như chỉ nghe chỉ số không thôi là đã không ăn thua so với em này rồi. Nó chỉ nhiều hơn về dung lượng VRAM và nhiều hơn về công nghệ, ví dụ như 2070 thì có ray tracing thôi, chứ còn ngoài ra chưa có gì vượt trội hơn so với em này cả.
Tất nhiên là không thể so sánh với dòng RTX 3000 series vừa mới ra mắt được. Nhưng 5 năm rồi, đẳng cấp của em nó vẫn còn rất ghê gớm so với những dòng 1000 series, 2000 series. Em nó vẫn chứng tỏ được sức mạnh rất là vượt trội về thông số, lý thuyết. Còn thực tế thì sao? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ chuyển xuống dưới kia để lắp vào test thử, xem hiệu năng thực sự của em ấy đến đâu. À, còn có một điểm đã chưa chia sẻ với các bạn, đó chính là bộ LED RGB rất thời thượng, đang rất hot ở thời điểm hiện tại. Em nó cũng có bộ LED RGB có thể tùy chỉnh thoải mái với 16,4 triệu màu đủ cho các bạn có thể nháy nhó hoặc là muốn tùy biến như nào cho nó phù hợp với nhu cầu cũng như là sở thích cá nhân. Ngoài cái việc tùy chỉnh LED thì nó cũng có một cái phần mềm dành riêng cho em Vega này để có thể giúp cho các bạn có thể điều chỉnh quạt này OC một cách nó trực quan và nó dễ dàng hơn rất nhiều. Đấy là phần mềm tùy chỉnh dành riêng cho em nó các bạn nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống dưới kia để test xem hiệu năng thực sự của em nó lên đâu. Có đúng thực sự là một huyền thoại và đẳng cấp thì luôn là mãi mãi hay không các bạn nhé. Xong rồi đây các bạn. Ok rồi đây các bạn nhé. Mình đã lắp ráp xong em nó này. Các bạn chiêm ngưỡng em nó xem có ngầu không. Đấy. Nhìn rất là đẹp như là hợp tông với cái mền này vãi. Đó. LED đây của chúng ta này. LED rất màu mè. Cái này chắc là phải để buổi tối nhìn nó mới đẹp cơ. Cái này ánh sáng nhiều nhìn nó cũng chưa bắt mắt lắm. Và đây là cái phần mềm tùy chỉnh của em nó các bạn nhé. Đấy. Cái tab đầu tiên là chính là cái tab OC các bạn nhé. Các bạn có thể tùy chỉnh rất nhiều thứ. Ví dụ như này là GPU clock này, GPU volt này, và cái điện áp giới hạn này, nhiệt độ này, và cả cái clock của memory nhé. Và cái tab thứ hai là cái tab Evan OC để các bạn chọn một cách tự động này. Mình đang để ở chế độ là OC mode này. Để chúng ta test thử xem sao nhé. Và fan thì mình cũng đang để tự động này. Có thể chỉnh nét đủ các kiểu này. Đó. Để khai thác hết hiệu năng của nó, mình sẽ sử dụng một cấu hình rất là mạnh là i7-8700 là 6x12 luồng này, main là Z390 này, RAM là 16GB này. Đó. Vega của chúng ta đây 980T các bạn nhé, 6GB đề RAM. Ok, chúng ta sẽ thử game xem sao. Chúng ta đang chuyển qua test Asansi trên con 980T bản tản nhiệt nước các bạn nhé. CPU đang hoạt động, GPU đang hoạt động 98%, xung là 1300, FPS cho ra tầm khoảng 50 FPS các bạn nhé. Với mức setting mình đang để là Ultra thì phải, đó, Ultra setting. Một cái tựa game rất là nặng với max setting. Nhiệt độ đang rất là mát và FPS thì tương đối là cao luôn. Với cái game như này là cao rồi các bạn nhé. Đấy là mình, cái mức OC này như là thấp đấy các bạn. OC tự động mà nó cũng khá là thấp. Mà mình cũng không dám OC tự chọn bởi vì cái này cũng đang đi mượn nó mà hỏng thì không có gì đèn mất. Nói chung là hiệu năng của nó quá là ghê phải không các bạn? Chơi rất là mượt mà luôn. Ok, chúng ta đang đến với Battlefield 5 các bạn nhá. Với mức setting hình như cũng là Ultra sao ạ? Đúng rồi, Ultra setting các bạn nhá. Ultra setting và có mức FPS là mấy FPS à? Missing off rồi đây. Vi sinh hợp với các bạn nhé. Chúng ta đang có mức FPS gần 60 với Ultra setting và nhiệt độ con Vega của chúng ta rất mát kìa, có 59 độ thôi và xung thì max xung các bạn nhé, 1300 kìa, 80%, xung là quá mượt mà cho một em Vega 55 tuổi, không có gì phải bàn cãi về sức mạnh của em nó cả. Chúng ta đang chuyển qua test Metro các bạn nhé. Với mesh setting cũng là Ultra ấy, và cái FPS cho ra kìa các bạn thấy phê không? Không khác gì bố cái mấy con 1070 hay 10606G là mấy các bạn ạ. Ui giời, ra lên 130 rồi. Cao chưa? Và nhiệt độ của nó vẫn rất là mát các bạn nhé. Mới chỉ có 5 mấy độ thôi mà hoạt động 99% rồi. Xung mắc luôn. 1300 rồi. Chạy cực kỳ mượt mà luôn các bạn nhé. Còn mát hơn cả con CPU của mình. CPU 6 mấy độ nhưng mà con Vega thì không đến 60 độ luôn. Quá là phê, đúng là tản nước có khác, đẳng cấp nó vẫn cứ là mãi mãi các bạn ạ. Chúng ta đang đến với Need for Speed các bạn nhé, một trong những tựa game ăn cả CPU lẫn GPU và mình đang để là Ultra setting, bật cả motion blur đầy đủ tất cả các thứ các bạn nhé. Nhưng mà FPS cho ra đang rất là cao luôn các bạn nhỉ, gần 70 ở đoạn khởi đầu, ra đây thì chắc là phải lên đến 100 các bạn ạ. Ấy chỉ mấy rồi kìa, và nhiệt độ của anh GPU và BIO của chúng ta vẫn cực kỳ mát luôn, chưa thấy chạm ngưỡng 60 độ luôn.
chứng tỏ là quan tản nước này hoạt động rất là hiệu quả các bạn nhé. Mặc dù hoạt động toàn 90% và toàn ultra setting tất cả các game mình test đến tận bây giờ vẫn chưa chạm ngưỡng, đuổi ra đây 100 fps rồi vẫn chưa chạm ngưỡng 60 độ luôn. Chúng ta đang đến với GTA các bạn nhé, với mức setting cũng là mắc tất cả những cái thể loại có thể mắc được. Đây các bạn xem, graphic kìa, gần hơn 4GB của chúng ta mắc hết tất cả các thể loại luôn các bạn nhé. Và FPS cho ra thì cũng tương đối ok, 50 FPS các bạn nhé. Trời thì thôi mượt mà khỏi nói, và cái ô tô của chúng ta nó bóng loáng cơ. Đó, mấy con 1060 mà để full setting như con này thì cũng chỉ tầm 50 FPS thôi các bạn nhé. Ấy, ánh mặt trời chói luôn. Nói chung là hiệu ứng đồ họa rất là thật và cho FPS thì quá là phê rồi. Ra đến đây được 60 rồi. Ok các bạn nhé, chúng ta đang đến với PUBG PC với mức setting cũng là ultra các bạn này. Đó, có lúc FPS lên được 100 luôn. Đó, 100 FPS, phê không? Chúng ta sẽ đi vào khói để xem nó xuống bao nhiêu nhá. Thì PUBG tôi yêu hơi ngố. Đó, đi vào khói thì tụt xuống khá là nhiều luôn, nhưng mà nó không bị delay hay giật lag gì các bạn nhé. Vì cái này từ lúc update là cứ đi vào khói là nó tụt FPS thôi, nhưng mà ra ngoài thì các bạn có thể thấy cái mức FPS của chúng ta phê không? Mặc dù CPU GPU hoạt động 100% công suất, mắc cả sung luôn, nhưng mà FPS của chúng ta vẫn cứ 100 thoải mái luôn các bạn nhé. PUBG mà kéo được 100 FPS, ultra setting, đây ultra setting này các bạn này. Ultra setting luôn các bạn nhé, quá là phê. Một em VGA 55 tuổi, ăn 2 chân 8 pin, cắm thêm cả 1 chân 6 pin đây cho nó nhiều rồi các bạn này. Mà FPS vẫn 100 FPS luôn, quá là ghê, nhưng mà đẳng cấp nó là mãi mãi các bạn nhé. 55 rồi vẫn giúp anh em kéo full setting tất cả các game lặng bây giờ, quá là ngon phải không các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào, hẹn gặp lại.